nay chị Kim làm tự lai, tự xử, tự viên, tự đọc luôn. Tính chạy, là gì, tình chạy là gì ta? Chúc mai, đi hô, hi cô, cô cũng hi con. Chúc mai già cắm sừng chị hả? Ủa, đọc coi, đó ta đọc tà lông mà. Đọc tên đi. Đọc tên nè, chúc mai cắm sừng chị, có ai cắm được chúc mai không? Ông Hiền, tắt mẹ cái máy luôn đi. Chào mọi người, chửi Khánh Phạm giùm con đi cô. Khánh Phạm đứng lồn hay gì mà chửi? Ủa? Nghe nó dạ kìa. Đó. Chào cô Kim, ăn cơm chưa chưa cô? Cô ăn cặc cho xong rồi nghe. Mình có biết ca nhỏ gì không ta? Ủa? Thích cô quá. À, thích cái lồn đi cưng. Quên đủ. Ủa? Có nè má ơi. Chào Subin Nguyễn nha, nay đâu vậy con? Nay vô ruộng cây lê ơi. Nay vô ruộng. Hôm nay đi vô ruộng nhà của Diễm My á. Nay vô ruộng nấu đồ ăn nè mọi người ơi. Mọi người ơi. Em gái xung phong hát câu giang hồ bóp lộn chưa kêu mà sao hú. Nay là món thịt nướng nội nè. Không ướp, không tẩm vị gì hết á, thịt nướng, tôm nướng. Món gà của tôi nữa má. Nướng nội. Hai chào mi heo. Sang phạm xem thật lô rồi. Sẽ like, sẽ like bên cái trang Nhung. Nhung hai. Cho nó gà kìa, bà đẻ cho nó gà kìa. Em có cái nhà của anh chào gồm luôn nha. Nó ngồi đó luôn à. Chịu nổi không? Mọi người nhớ theo dõi nha. Mọi người nhớ theo dõi với lại xe nhiều nhiều nha mọi người ơi. Nhanh nè. Đây là đũa. Cô kia bị lép hả? Trong ổ tâm hao đó. Đủ má mọi. Nhà bà My giàu ghê á. Đúng rồi, My, My thì giàu luôn. Đủ, anh thì nghèo nha nha. Anh thì nghèo nha. Giàu quá nha. Đây nhà của My đây mọi người ơi. Hết biết giàu đó, không nhổ luôn. Lâu dữ lắm, lâu rồi đó, giờ đâu có quay nhà của My đâu đúng không? Này có cọng cỏ ở đây là chịu nổi hơn kìa, nướng chỗ lý tưởng ha, có cọng cỏ gục gình nữa kìa. Sang ơi, tát tên Thủy Tiên qua coi sang. Lẩu gà vườn. Gà tự nuôi. Cho thả vô vườn xong rồi tự cắt cổ tự ăn. Ác hôn. Rồi nồi lẩu này có cái gì với cái gì nè? Có gà, có gà, có sả, có củ cải trắng, củ cải đỏ hết, núm rơm. Đây. Hai này là để dành cho con bơm nó ăn tại ké. Có cặc không chung? Còn nồi hàng một thao núm rơm này, núm rơm vườn nha, núm rơm tự làm nhà luôn á. Ông anh đang làm. Sang không á? Xả hồi nãy xả qua bên bà Hai bứt. Cái xả này là tính để nguyên cây á, nhưng mà không để nguyên cây cho nên là sắc nhuyễn ra. Sắc to to một tí đổ vô đây cho nó thơm. Nó mau thơm hơn là cắt hút. Diễm My và Nguyễn Văn Hồng. Xả này mới quan trọng của bà Hai bả nè. Bà Hai có chồng của xả có ba lớn vậy nè. Quan trọng 3-4 tét. Bà hỏi đi làm gì nó đi xin xả. Hái rồi nó xin nha. Cái nước này nước gì đó đỏ nè. Nước gì đó đỏ chị kia. Này là nước gì? Nước đáy, nước đó máu lồn. Ông nội ghê quá à. Ông nội ơi, tới tháng đó, tới tháng có một lần có một chai Pepsi. Vợ có cái này nó dơ. Mọi người, gió ơi. Cái này nó dơ nghe không? Uống nhiều nước cũng đã khác nữa. Mày ơi. Gì chưa anh? Tiệc xong khám đủ. Tiệc sướng mà. Thêm miếng nước đi. Nóng nắng. Nghe cho nó miếng nước kìa. Nè đổ này. Hello mọi người, gọt mướp bỏ vô gà cho nó ngọt nha mọi người ơi. Mướp vườn nha, mướp vườn của ông anh và chồng bên đó kìa, có chồng ít xịu rồi mọi người, chồng có 18 công à.
cho nên là nhiều quá ăn không hết, nhiều quá trời nhiều mà bán không bán rồi. Cái còn cái trái này là kêu làm sao ta, cuối mùa tàn dây rồi đó, nhưng mà nó còn rất là ngon nha, cho nên là bỏ ổn quá lụm đem vô, bỏ vô nồi gà ăn cho nó ngọt. Cái dao thì nó bén quá gọt không đứt nè, chờ cạo nó không mà bực bội nó ghê nè, phải đổi đầu liên tục đó. Dao của My đó mọi người, dao của Diễm My với Lóc nha, nhà xài dao vậy đó. Giờ gọt mướp phải chà sơ chơi cái dao phay nè. Chị Phan Thị Ngọc Hoài chia sẻ nè nha, đã dạy tụi em bắt đầu like từ trên cái trang fan đất mới này nha mọi người. Rồi em mọi người, em thành công một món rồi nha mọi người, đập nhanh 10 lần. Mẫu gà hầm xả, rau củ đầy đủ, mọi người thích ăn gì thì mọi người ăn cái đó nha. Giờ tắt lửa đang lát em xuống để bếp ga quất sạch sạch. Ok, chị My. Nay em tự làm. Mời. Lẩu mọi gà. Người ăn cơm với mình mọi người. Rồi gấp cái gì đó, lẩu gà. Dở lên cái coi. Rồi lại trời ơi. Xuất sắc. Mọi người nè, ăn cái đùi gà mọi người ơi, mọi người à. Ai ăn đùi gà không? Ăn lòn thử lòn 3 cái mới được ăn đùi gà nghe. Rồi chị. Con đi con. Cho nó nguội, ho là cắn nhé. Thôi đừng cắn, mình nổi vô mình ăn theo kiểu tộc, ăn miếng lòn. Cho miếng. Thôi nóng nước quá. Nước mắm là ấy đi. Nóng mắm rồi. Muối kìa. Không, hết miếng củ cải. Xin em ầm mấy cái. Phải thổi gì nè. Ôi nhớ. Ngon, ngon, ngon. Ngon tuyệt vời. Em ở hút nước Cần Thơ đi mọi người. Tối nay em like trang này 8 rưỡi đến 9 giờ em like trang này nha. Mọi người theo dõi giùm em ha. Đây món này nè, món phiến mãi nè các bạn ơi. Diễm My phiến mãi nè. Ủa rồi mẹ để ra ngoài cửa, cửa ngoài đó mà làm gì mắc theo. Nè cầm lên nè. Cầm lên nè. Rút thẳng nè. Rút thẳng rồi, rút xương ra. Còn cái đó coi, rút xương cái đó coi. Rút xương cái đó coi. Cạp. Cạp. Ôi ông nội ơi, cái đồ nó ngon quá kìa. Hết luôn nha, trụi luôn, gặm sắc. Hết sảy bà bảy luôn. Gặm, gặm còn kìa. Rồi bỏ đi, bỏ đi. Nè, nè. Bỏ mà cầm lên. Chấm hết rồi. Nè, rút nè. Chân gà rút xương nha mấy đứa. Rút ra, không có ngậm lại rút nè. Ngon không? Rồi mời các bạn ăn cái coi. Mời các bạn ăn gì không? Mời các bạn bên kia, bên kia kìa. Ăn thôi mọi người, ăn xương mọi người ơi. Nè nè. Đó cái đùi. Chấm. Nóng không? Nóng. Cái giò. Rồi rút xương cho gà, rút xương nè. Lia. Ngon quá không nha. Hái rồi, tụt da. Mọi người ơi. Còn hơn chân mộ rồi. Có luôn. Rồi miếng huyết. Trời hái rồi. Còn cái mày.
chấm luôn. Cái mẹ chấm chấm. Dạ, trắng. Hello, hello. 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 Còn ngại. Còn mấy mấy người ăn tiếp không? Còn mấy mấy người ăn tiếp à? Ngon quá mọi người. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Gà luộc xả. Mẫu. 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 Còn gì vậy? Mọi người ăn lòn không? Ăn rau đi. Ăn rau đi. Cho miếng rau ăn cho nó đỡ ngán. Ừ, nó không cho mình ăn miếng rau nữa giờ. Nó này chấm nè. Dữ nha. Nước mắm, nước muối với dưa leo. Không chấm cái kia. Ừ. Mà là mắm hả? Ừ. Phải mắm nè. Rồi hết ngán rồi đó. Ừ. Chị Kim, đang làm gì chị Kim? Cắt cái đầu ra thôi. Thái hạt ngũ mà đâu dính đâu. Thái chết hạt ngũ, khiến lửa cắn rồi. Rồi. Làm gọt mướp cho ốc an. Người ta không biết ăn mướp. Ờ, ăn lòn đi bơm. Mướp vô cái mì. Dục luôn đi chị Kem ơi, dục bỏ, dục luôn dao luôn đi, dục bỏ luôn đi.